rất là vui được mọi người ủng hộ và giúp đỡ cho bé Khoai Lang với con và ngoại với em luôn, chứ không phải là một mình hai mẹ con. Thì con cũng xin hứa là sẽ cố gắng lo bán chứ không có ỷ vô tiền. Con cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho gia đình của con. Đây mọi người, mấy cô, mấy chị nhân viên đây rất là dễ thương luôn. Đây là cho vô ngồi làm sếp luôn. Quá đã luôn ha, ngồi ngồi ghế sếp luôn à. Quá đã. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel nha. Thì quán bar hôm nay Quốc Chiến bị bệnh nặng á mọi người, chắc là đi dầm mưa về á nên là nằm liệt ở nhà luôn, không có đi làm được mà cũng không có đi quay được luôn. Hôm nay thì cũng chưa khỏi bệnh hẳn nhưng mà mình có hẹn với lại mẹ con của bé Khoai Lang á là hôm nay qua để mà dẫn hai mẹ con đi làm cái sổ tiết kiệm ha mọi người. Khi mà mình đăng tải về cái câu chuyện của bé Nhi, bé Lai với lại bà ngoại của hai bé đó thì mọi người cũng rất là thương cho cái trường hợp này. Mặc dù là mình không có đưa số tài khoản lên để mà kêu gọi nhiều nhưng mà sau đó mọi người cũng gửi tin nhắn để mà nhờ gửi chuyển cho các bé rất là nhiều ha. Tổng số tiền rất là lớn thì hôm nay mình sẽ qua để mà dẫn các cháu đi làm sổ tiết kiệm ha. Thì mời mọi người theo cuộc chiến nhé. Để mà kêu gọi một cái số tiền lớn cho nhân vật đó thì nó không quá khó, nhưng mà mình phải nhìn vào cái sự cố gắng của họ, cũng như là tốt nhất là tạo cái công ăn việc làm ha, để cho họ có thể là ổn định cái cuộc sống lâu dài. Bởi vì cái số tiền nó lớn cỡ nào nếu như mà không có cái chí làm ăn đó thì nó cũng hao hụt theo thời gian thôi, rồi một thời gian ngắn này nó cũng sẽ hết thôi. Mình chỉ hy vọng rằng là trường hợp này bé Nhi bé sẽ tiếp tục cố gắng thật nhiều để mà có thể là nhận thêm sự yêu thương của mọi người ha. Bây giờ thì mình sẽ chạy qua bên đó nha. Mọi người theo chân Quốc Chiến ha. Rồi, tới nhà để mà thăm bé nè mọi người. Ấy, chào Khoai Lang nha. Mới đó là lớn nhanh quá ha, mấy bữa trước còn chút xíu à. Nay mặt là già hẳn ra luôn. Hôm nay thì chú sẽ công bố cái số tiền mọi người hỗ trợ cho con ha. Đợt trước thì chú cũng nói sơ sơ rồi, đưa cái giấy này cho con coi đúng không? Chắc con coi kỹ rồi ha. Dạ rồi. Rồi chú cũng sẽ đăng cái link này lên trên Facebook để cho mọi người có thể là cùng xem được á. Đây mọi người, mình có in một cái bản sao kê này cho bé rồi ha. Tổng cộng là 3 trang lận. 3 trang như vậy và tổng cái số tiền đó là 54.204.000 đồng ha. Nhưng mà đợt trước thì chú ứng cho con 1 triệu để mà mua nguyên liệu trà sữa đó. Dạ. Với lại một lần mình đi mua đồ cho bé là hết 936.000 đó. Dạ. Thì trừ ra là còn 52.268.000 ha. Chú làm tròn thành 52.300.000 đồng luôn ha. Dạ. Thì hôm nay thì... Dạ. Rảnh đó đi. Vậy không biết hả? Ngoài không biết ha. Dạ. Dạ. Bé biết là được rồi. Bé biết đọc ạ. Dạ, không biết rồi. Với lại... chút xíu nữa mình sẽ ra ngân hàng ha để làm sổ tiết kiệm ha. Đây, đây là cái số tiền 50 triệu này. Một sấp như vậy là 10 triệu mình vừa rút ở trong ngân hàng luôn. 1. Không có. 2. Rồi 3. 4. 5. Đó, tổng cộng là 50 triệu ha. Cái chỗ này là 2.300.000 đồng. Tổng cộng là 52.300.000 đồng. Chút xíu nữa mình sẽ gửi lại cho bé một ít để mà sử dụng ha. Còn lại thì mình sẽ bỏ vô sổ nha. Khi nào con cần đó thì con nhắn với chú, rồi chú đưa sổ cho con, rồi con ra ngân hàng con rút vào để mà sử dụng ha. Để cho nó hợp lý nha. Rồi, hôm nay thì nhận được cái số tiền lớn vậy rồi con thấy sao? Con thấy cũng rất là vui luôn. Từ nhỏ tới lớn bây giờ con được cầm một cái số tiền lớn gì không? Thì chưa, 10 triệu còn chưa cầm nữa. Thì giống như đợt trước chú cũng nói đấy ha. Dạ. Cái này là mọi người ủng hộ chủ yếu cho con với là bé Khoai Lang, nhưng mà trong này cũng là để mà hỗ trợ cho em với ngoại, em với ngoại nữa ha. Dạ. Nên là không phải là một mình con với lại con rồi con sở hữu, mà là ví dụ như trong nhà có chuyện gì á xảy ra với em con hay là bà con, hay là việc mà hàng ngày ví dụ lâu lâu bà không đi làm được mà thiếu hụt lương thực trong nhà thì con phải trích ra để mà mua cho bà với em cùng sử dụng nha. Chứ không có phải là chỉ có mình con với con của con ha. Cái thứ hai nữa là cái phạm vi sử dụng cái số tiền mà người ủng hộ này nè là con, bé Khoai Lang, rồi bé Lai với lại bà ngoại ha. Ý là có cái chuyện gì xảy ra thì mình trích ra mình sử dụng chứ không có sử dụng bên ngoài nha. Ví dụ như là mẹ của con hay là phía nhà chồng của con là không có sử dụng được ha. Đó là cái nguyện vọng của
quý mạnh thường quân ha. Dạ. Thì Cú Chiến cũng truyền tải để cho con được biết nha. Ok, bây giờ thì chắc không cần phải đếm đâu, tại vì chút xíu nữa mình ra ngoài ngân hàng mình làm thì người ta sẽ đếm cho mình và làm có sổ rõ ràng ha. Dạ. Rồi bây giờ thì chắc là con chuẩn bị thay đồ đi, xong rồi mình ra ngân hàng mình làm luôn cho kịp giờ nha. Dạ. Đây mọi người, đây là tổng số tiền mọi người đã gửi ha cho bé, thì bây giờ mình sẽ đi làm sổ. Khu Khoai Lang nha, đáng lẽ Khoai Lang đứng tên nhưng mà Khoai Lang thì không có đủ suối. Khi mà tiếp nhận vậy nè thì mọi người cũng nói là nếu mà được thì làm hai phần, một phần cho bé Lai đứng tên, một phần cho con đứng tên ha. Dạ. Nhưng mà mọi người cũng hiểu là bé Lai á là năm nay mới có 14 tuổi 13 à, nên là chưa có chứng minh nhân dân nữa, nên là không thể nào mà đứng tên một cái ở ngoài ngân hàng được, nên là cái này bé Nhi sẽ mà đại diện là đứng tên ha. Bây giờ thì bé Nhi đang chuẩn bị sữa ha cho bé Khoai Lang, rồi tụi mình đi làm sổ luôn. Mấy bữa nay thì nói chung là người ta bị bệnh nhiều lắm, Phú Chiến cũng với lại cả hai mẹ con bé cũng vừa bị bệnh dậy luôn, mới khỏi mới đỡ được. Khoai Lang bên này thì cũng đã đỡ bệnh rồi nhưng mà chỉ còn sổ mũi thôi, cho uống luôn hả con ha. Dạ. Bà cố kỳ quá, anh ta đang bú. Cầm đi con, cầm bình sữa được không? Cầm cho chú Chiến coi coi. Giờ thôi trả khăn cho mẹ. Mẹ cầm. Sáng nay ăn gì chưa con? Dạ, bé bú sữa. À bú sữa hả? Làm như cái bột nó ngọt, nó không chịu ăn gì. Em biết ăn bột vào giờ này. Ăn phải dựa ấy vụ ra đường mới ăn, còn không chịu ăn, ăn chút xíu là bỏ. Đi chơi hả? Phải chơi mà. Bữa nay đang bệnh mà đi đâu đúng không? Đâu quen không? Đi chơi không? Nè nè mẹ, đi chơi nè, đi không? Đi chơi không? Đi mẹ đi à, đi bỏ con nha. Đi chơi bỏ con Thúi nhà đi, đừng có cho nó đi. Nè, Thúi đi chơi không? Đi không? Quắt coi. Quắt chú Chiến đi, chú Chiến chở đi chơi. À, rớt tới tiếng đi, tới tiếng tới chơi. Để giờ nó đến. Mình chết mẹ mày uống, mình chết mẹ mày uống á, mình chết. Khỏe lắm. Bây giờ thì mình đã chở bé đi ra bên đường Lê Đại Hành, vào cái ngân hàng đây để mà làm sổ tiết kiệm cho mọi người ha. Thì cái số tiền đó là nó là 52.300.000 đồng, mình làm tròn luôn á. Thì sẽ làm tầm 12 sổ, một sổ là 4 triệu, là tổng cộng là hết 48 triệu ha. Thì cái phần còn lại mình sẽ gửi tiền mặt cho bé ha. Bây giờ thì mẹ bé đang làm cái sổ tiết kiệm đầu kia nha mọi người ha. Nhân viên ngân hàng ở đây cũng rất là nhiệt tình hướng dẫn, cũng như là biết hai mẹ con trên mạng nên là cũng rất là thương nha. Giờ Khoai Lang ngồi đây để mà chờ. Rất là ngoan, không có khóc gì hết. Trong ngân hàng thì cũng không tiện nói lớn á mọi người, nhưng mà hôm nay thì rất là may mắn được gặp những anh chị nhân viên rất là dễ thương, đặc biệt là có chị theo dõi kênh của mình nữa, nên là cũng biết về cái hoàn cảnh của bé Khoai Lang, chị cũng rất là nhiệt tình cởi mở và hỗ trợ cho hai mẹ con làm sổ ha. Bình thường khi mà mình làm sổ cho nhân vật thì cũng làm rất là nhiều sổ, mọi người làm từ 10 sổ trở lên không à, thì nhân viên làm nhiều thì rất là cực đúng không, thường là người ta sẽ không có được vui, nhưng mà mấy anh chị này làm rất là vui vẻ nhiệt tình luôn. Khoái luôn rồi, sau này làm ngân hàng luôn nha con. Lớn lên học giỏi vô ngân hàng làm, phải không? Trời ơi, trời ơi. Khoai Lang hả? Thôi nhà anh khoai từ, khoai súng, khoai ủng ghê. Khoai tây. Khoai tây. Su su. Nấm.
À, khách VIP luôn, ở ngân hàng có một mình khoai lang. Mình con luôn, tiếp mình con luôn. Một mình con 14 sổ tiết kiệm. Không? Rồi, khoái rồi. Cười quá trời cười luôn. Một mình con 14 sổ tiết kiệm nè, không? Thấy chú làm chưa? Đó. Cười, nói anh cười quá trời cười. Đó, cô làm cho con nhiều gì nè, đó. Nhìn sổ nhìn gì, đó. Đẹp rồi. Giờ chính ra là tuổi là gì, tuổi gì ta? Tuổi cọp hả? Đúng rồi, cọp mèo luôn chú, mèo. Mèo cọp luôn. Dữ luôn. Mặt bé này là bé quào hả? Đây là cho vô ngồi làm sếp luôn. Quá đã luôn ha, ngồi ngồi ghế sếp luôn à. Quá đã. Cái đoạn này á mọi người, là anh giám đốc hay là anh trưởng phòng chi nhánh ngân hàng gì đó, bé bé lại cho ngồi cái ghế của anh ha. Thì hy vọng là sau này bé cũng được đi học và có một công việc ổn định như anh, để mà trở thành một công dân tốt cho xã hội ha. Khi mà mình đăng tải thì cũng sẽ có nhiều người hỏi là tại sao làm nhiều sổ cho bé như vậy, tại sao không làm một sổ cho nó gọn ha. Thì mọi người cũng biết rồi, cái hoàn cảnh bé Nhi rất là phức tạp. Làm một sổ thì cái số tiền mà nộp vào rất là lớn, và mỗi lần rút ra thì cái số tiền nó cũng lớn luôn. Thì giữ nhiều tiền là không có tốt, nên là mình làm những cái sổ nhỏ, khi mà bé cần chừng nào thì mình đưa một sổ thôi là nó vừa đủ với cái nhu cầu của bé luôn. Cái thứ hai là khi mà gửi vào ngân hàng thì sẽ có lãi ha, nhưng nếu mà mình rút trước cái kỳ hạn thì cái số lãi nó không có hoặc là nó rất là ít. Trong khi đó nếu mà nhiều sổ thì mình có rút một sổ thì những cái sổ còn lại nó vẫn được hưởng lãi, và khi nào cần thiết mình có thể rút ra. Đếm lại coi đủ 12 chưa con? Quá trời quá đất không à. Mẹ nó ngủ luôn rồi nè. Rồi bé con đi. Anh này đi vào ngân hàng mát quá ngủ luôn rồi. Xong rồi ha, nhà hai sổ, mỗi sổ 4 triệu là 48 triệu ha. Xíu nữa chú trao cái tiền còn dư lại cho con nữa là xong nha. Ok, xíu nữa thì cái này chú giữ ha. Khi nào con cần dùng gì thì chú đưa từng sổ nhé. Đây mọi người, mấy cô, mấy chị nhân viên đây rất là dễ thương luôn. Dạ. Ôi về, chào, cảm ơn mấy chị nha. Dạ. Dễ thương quá trời quá đó. À đây mọi người, anh là làm xong cái sổ cái nạp trong ngân hàng, mát quá ngủ li bì luôn rồi. Ôi trời ơi. Ngủ mà đi ra ngoài này không thèm mở mắt luôn. Trời ơi. Đây mọi người, cô chú ở đây ai cũng dễ thương á, ai cũng thương bé. Ngủ gật gà vậy luôn hả con? Ở nhà mà anh dậy nó có ngủ vậy luôn không? Bất chấp luôn hả? Giờ đây cũng bất chấp luôn á. Ờ. Trời mà mát nữa, có máy lạnh nữa. Rồi nãy được làm vô ghế người ta ngồi. Ghế giám đốc á. Rồi đi về rồi nha mọi người. Em bé là bây giờ mặt đơ đơ luôn rồi nè. Về nhà nóng quá hay sao á. Tổng cộng là mình làm 12 sổ Nhi ha. Dạ. Lúc nãy thì Nhi ký tên và cũng là người đại diện trên sổ luôn. Thì 12 sổ, mỗi sổ là 4 triệu đồng ha. Và tổng cộng là 48 triệu đây mọi người. Bé Nhi là Trần Thị Bích Nhi ha, đứng tên ở đây. Và lãi suất là một năm là 6,5% cho từng sổ ha. Thì ở đây mình có những cái sổ là mình gửi là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng gì đó.
để ví dụ như là khi nào cần sử dụng thì mình dùng cho nó tiện. Thì cũng rất là nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao phải làm nhiều sổ như vậy. Tại vì nếu như mình làm một sổ thì đi ra rút là mỗi lần nó rất là phiền, và có thể là rút ra một cái số tiền lớn thì nó không có hay lắm. Mình rút nhiều quá thì nó sẽ không tốt. Mình chỉ để 4 triệu một sổ thôi. Mỗi lần mà con cần cái việc gì ấy, thì chú đưa cho con một sổ, con ra con rút rồi dùng hết rồi mình rút nữa, thì nó sẽ còn nó lâu bền hơn. Chứ còn mình cầm một số tiền lớn rồi nhiều khi mình sử dụng nó không hợp lý, nó sẽ nhanh hết lắm ha. Vậy ha con ha. Ở đây là 12 sổ, con đếm lại cho mọi người coi thì có đủ 12 cái không? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Thì con có kiểm tra là tên rồi số tiền là 4 triệu hết không? Được rồi con. Tại vì con ký rồi, con kiểm tra hết rồi đúng không? Dạ. Rồi. Thì đây là 48 triệu nha mọi người, nhưng mà cái số tiền mọi người ủng hộ là 52 triệu 300 ngàn đồng ha. Dạ. Thì còn lại là 4 triệu 300 ngàn đồng. Thì cái số tiền này mình sẽ trao tiền mặt cho bé ha, để thứ nhất là sử dụng trong những cái ngày tiếp theo, cái thứ hai nữa là sắp bán rồi. Dạ. Sắp bán trà sữa rồi, cần phải mua thêm nhiều cái dụng cụ lắm. Mua thêm ly mũ nè, mua thêm ống hút nè. Dạ. Rồi mua thêm mấy cái chai đựng nữa. Nói chung là tính ra cũng kha khá đấy ha. Có gì đi ra chợ lớn lớn mua cho nó rẻ nha con. Dạ. Thì cái số tiền ở đây là 4 triệu 300 thì chú gửi cho con nha. Dạ. Con đếm lại giùm chú đi coi đủ là 4 triệu 300 chưa? Đủ. À, đủ rồi ha. Vậy thì con giữ cái số tiền này nha. Dạ. Để mà chút xíu nữa hay là cuối tuần con đi ra chợ rồi con mua mấy dạ. cái vật dụng cần thiết để mà bán ha. Dạ. Ok, như vậy là mọi người yên tâm rồi ha. À, tất cả số tiền thì cũng chỉ đã làm sổ cũng như là bàn giao cho bé rồi. À, còn cái sổ tiết kiệm thì mình giữ, khi nào bé cần thì mình sẽ trao. Về cái sổ này á, thì chú cũng giải thích cho Nhi hiểu luôn để cho Nhi yên tâm nha. Tức là sổ này á, là do con đứng tên nên là chỉ có một mình con được có thể rút được thôi. Ngay cả bản thân chú cầm cái giấy này nhưng mà chú cũng không thể nào đi rút được. Dạ. Nên là chú giữ cái này là giữ để đảm bảo an toàn cho con. Dạ. Chứ không có gì ha, con hiểu cái này ha. Dạ. Ngay cả bây giờ con cầm cái sổ này con ra ngoài đường con vứt đi, người ta cầm cái sổ này đi người ta không rút được, buộc là phải cầm chứng cái chứng minh của con á. Dạ. Thì ra ngân hàng thì người ta mới cho rút ha. Dạ. Nên là khi mà con muốn đi rút á là con phải cầm theo giấy tờ cá nhân của con nha. Dạ. Đừng có để mất giấy tờ cá nhân ha. Rồi, trước mắt là như vậy để mọi người yên tâm ha. Cái thứ hai nữa là khi mà gửi vào tài khoản ngân hàng như vậy á thì nó sẽ có một cái khoản lãi, thực ra nó cũng không nhiều đâu nhưng mà được chừng nào thì hay chừng đó ha. Dạ. Con thấy yên tâm không? Dạ thấy yên tâm. Ok, ơ trời, chục chạy. Ok vậy nha. Dạ. Thì trước mắt là mọi thứ đã bàn giao ổn rồi. Có gì con chuẩn bị con nghiên cứu các kiểu rồi để mà tiến hành đi bán trà sữa ha. Dạ. Có thêm cái thu nhập nào hay những đó bởi số tiền là của con rồi, của gia đình mình rồi ha. Dạ. Thì con kiếm được thêm chừng nào thì nó có thêm chừng đó, chứ cái này cũng thời gian là hết rồi nếu mình không chịu đi làm. Vậy nha. Dạ. Bây giờ thì nhận được rất là nhiều sổ ha, cũng như số tiền lớn vậy, thì con có chia sẻ gì với mọi người không? Con cũng rất là vui được mọi người ủng hộ và giúp đỡ cho bé Khoai Lang với con và ngoại với em luôn, chứ không phải là một mình hai mẹ con. Thì con cũng xin hứa là sẽ cố gắng lo bán chứ không có ỷ vô tiền. Con cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho gia đình của con. Rồi vậy dạ. Ha, cố gắng dạ. Lên Cô Chiến cũng thay mặt gia đình bé là cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã thương yêu, không chỉ ủng hộ tiền mà mọi người còn dành cái tình cảm rất là dạ. trân trọng cho hai mẹ con ha. Dạ. Và sắp tới có thể là khi mà con bán thì mọi người sẽ ủng hộ thêm cái công việc làm ăn của con. Đó dạ. là một cái điều rất là quan trọng ha. Dạ. Rồi, có thể là mình sẽ cập nhật thêm những cái diễn biến mới về cái việc làm ăn của hai mẹ con trong những cái video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái chương trình Cô Chiến ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu như mọi người thấy cái video Cô Chiến làm nó hay và ý nghĩa thì đừng quên cho Cô Chiến xin một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ để mà nhiều người biết tới hơn ha. Rồi, xin chào mọi người. Đây mọi người, bây giờ là bé rất là thích chơi cái xe rồi nha mọi người. Tại vì vừa có thể ngồi nha, vừa có thể có đồ chơi nữa. Đó. Cái xe này á, cùng với cái xe đẩy này nè, là của một chị ha. Trước đây là chị gửi qua cho Cô Chiến thì chị nói là gặp cái hoàn cảnh nào mà phù hợp á, thì gửi cho người ta. Sau mình đem qua cho bé Nhi á. Đem qua đây chắc cũng 2 tuần rồi Nhi ha. Mà Nhi không biết lắp. Lúc nãy Nhi cũng mở ra cho mình coi thì mình cũng không biết lắp đâu mọi người. Tại vì
Thường là cái xe đẩy á, mọi người để ý là sẽ có bán xe đúng không? Mà cái xe này không có bán xe, chỉ có mấy cái vòng sắt thôi, với lại mấy cái thép thôi, là không thấy cái chỗ để mà lắp vô luôn. Thì phải nghiên cứu gần hơn nửa tiếng á thì mới lắp vô được. Rất là khó nha. Nhà mình thấy xe này rất là tốt luôn, nó chắc chắn mà nó có thể là giúp cho em bé này. À, lắc vậy nè. Nó nặng với nó to quá ha. Nhưng mà thôi kệ ha, cố gắng xếp cái chỗ nào để cho em nó ngồi nha. Để nằm hoài cũng tội. Thấy không, khoái không? Thích thú nãy giờ chơi nãy giờ luôn á. Ừ. Với lúc mà con cho ăn á, con cho ăn cho ngồi vô xe này nè là em đỡ bị sặc hơn nha. Con đừng cho nằm nữa ha. Cái xe để cho em có thể ngồi ăn được, nhưng mà lúc ăn thì con phải lót khăn kẻo nó dơ xe ha. Thôi mọi người, cái cậu bé này rất là khoái nè, rất là khoái chơi luôn á. Nãy giờ chơi không phải dỗ luôn đúng không? Con có thể là con dọn dẹp nhà cửa hay là con nấu trà sữa thì con có thể để em ngồi trong này chơi ha. Em nhìn con làm là nó sẽ không có khóc. Chứ còn nằm chỗ là nó sẽ khóc đúng không? Nằm chỗ là nhiều khi nó chơi nó nằm chán quá là nó sẽ khóc. Ở bình thường là ví dụ như con ăn uống vậy là bà cố phải bế đúng không? Thế bây giờ con đâu có bà bế nữa đâu đó. Chứ cho ngồi chơi vậy đó. Ví dụ như sau này mà bán mà ok có thể là vận chuyển cái xe này ra chỗ bán gửi cho người ta luôn, để cho nó ngồi cũng được. Hoặc là kiếm cái xe nhẹ hơn, xe này nặng quá. Xe này người lớn nhất cũng khó khăn đó mọi người, nó nặng lắm, chắc cũng phải 20 kg trở lên đó. Lúc nãy quên quay cái hành trình lắp xe cho mọi người xem, mình không nghĩ là mình lắp được đâu. Bây giờ lắp xong mình cũng hơi bất ngờ đó. lúc nãy mà mình với lại bé Nhi tính là đem đi, tính là nếu không bán được chắc đem đi bán ve chai quá. Tại nghĩ là tưởng là nó thiếu bộ phận. Nói đùa thôi. Nhưng mà cuối cùng cũng lắp xong rồi. Thấy bé chơi vui vậy chắc là cái chị mà cho cái xe này chắc cũng vui lắm. Chị cũng dặn là khi nào mà lắp không được thì gọi cho chị để chị hướng dẫn cho. Chắc là chị cũng biết nó khó lắm. Bây giờ là buổi trưa rồi nha mọi người. Thường á là buổi trưa á là bà sẽ giữ em cho con ăn cơm trước phải không? Sau khi nào mà mấy cháu ăn xong no rồi bà mới bắt đầu ăn. Mà mình nghe nói bé Nhi nói là bà hay nhường đồ ăn cho mấy đứa này lắm. Có thịt cá gì là để cho các cháu ăn hết, xong rồi mình chỉ có ăn rau canh thôi. Bà là thương tụi con vậy đó. Thì lâu lâu đưa tiền để bà đi chợ nha con. Thêm nữa hả? Lắp gà không? À, ăn thêm hả? Này ăn thêm hả? Bình thường bà hay nấu gì cho tụi con ăn? Ăn cơm không à? Bữa nay mới được ăn mì phải không? À vậy là hôm nay là bệnh đúng không? Bệnh nên là bà nấu món ngon á. Đây mọi người nhìn bà. À nay bà nấu gì? Chân gà hả? Chân gà với lại mì. Nói chung là ngày thường là ăn rất là đơn giản mọi người, là cá rồi cá khô rồi này kia thôi. Nhưng hôm nay là thấy bé Nhi đang bị ốm á nên là bà cũng làm những cái món hấp dẫn cho cháu ăn này có sức. Nhìn bà là chắc mọi người cũng nhớ tới ông bà nội, ông bà ngoại của mình đúng không? Y chang gì đó, những cái người phụ nữ tảo tần lo cho con cháu. Nhìn ốm ốm vậy cho mọi người, nhưng mà nghe bé Nhi nói là không có ngày nào là nghỉ bán vé số cả. Bảo cũng đi bán.